Vòng 16 đội Champions League mùa giải 2016-2017, những lá thăm may rủi đưa Barcelona và Paris Saint-Germain gặp nhau. Trận đấu giữa một ông lớn đích thực của châu Âu và một gã đại gia mới nổi đang trên đường tìm kiếm vinh quang. Từ lúc có kết quả bốc thăm, rất nhiều ánh nhìn đã hướng về cặp đấu này bởi người hâm mộ mong chờ xem tiền sẽ giành chiến thắng trước danh tiếng hay ngược lại. Trận lượt đi trên sân công viên Các Hoàng tử, gã nhà giàu nước Pháp đã chơi như lên đồng. Nếu so sánh đội hình lúc đó của hai bên, tất nhiên là chẳng một ai nghĩ rằng một dàn ngôi sao được dẫn đầu bởi Lionel Messi có thể có một trận đấu thảm hại đến như thế. Trận đấu lượt đi kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về phía PSG. Đội chủ sân công viên Các Hoàng tử quả thực đã có một trận đấu quá thăng hoa. Trong đó, Angel Di Maria đã biến trận đấu thành sàn diễn của riêng mình. Sau 1 phút có mặt trên sân, cầu thủ người Argentina có về cho mình hai bàn thắng, trong đó là một siêu phẩm sút phạt hàng rào khiến thủ thành Ter Stegen bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Nhưng đâu dừng lại ở đó, Di Maria còn có những pha lên công về thủ vô cùng nhịp nhàng. Tỷ số 4-0 vốn đã là một khoảng cách quá an toàn để đoàn quân khi đó được dẫn dắt bởi Unai Emery yên tâm về một tấm vé góp mặt ở vòng tứ kết. Nhưng nếu mọi chuyện thuận lợi như thế thì chúng ta đã không ở đây để cùng theo dõi video này. Như bị chạm đến lòng tự ái của một ông lớn, Barca đã có một trận lượt về mà không ai có thể ngờ tới. Một trận lượt về khiến cả thế giới bàng hoàng về độ kỳ vĩ. Thậm chí, nhiều người còn ví von nó không khác gì đến Istanbul huyền ảo diễn ra cách đó 10 năm. Dù đại thắng trước một Barca hùng mạnh, thế nhưng huấn luyện viên Unai Emery vẫn có những phát biểu vô cùng thận trọng bởi ông ý thức được đối thủ của mình là ai khi mà vẫn còn đó một trận lượt về trên sân Camp Nou. Tôi rất thận trọng với trận lượt về. Chúng tôi cần tiếp tục chơi như hôm qua vì Barca có lối đá rất đa dạng. Chúng tôi đang thưởng thức hương vị chiến thắng nhưng vẫn còn 90 phút để thi đấu. Chơi với Barca đem lại động lực tuyệt vời nhưng cũng là khó khăn. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Luis Enrique cũng rất lạc quan rằng Barca của ông có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng vĩ đại. Chúng tôi mới thi đấu một lượt, nếu một đội bóng có thể ghi 4 bàn vào lưới Barca thì chúng tôi có thể ghi 6 bàn vào lưới họ. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải cố gắng lập kỷ lục gì đó, nhưng chúng tôi không còn gì để mất. Cuộc sống là phải hy vọng, rất nhiều điều bất ngờ đã xảy ra giữa hai trận đi và về. Chúng tôi bước vào trận đấu sắp tới với tâm lý tốt, chúng tôi lạc quan và chúng tôi có thể làm được. Để làm nên một điều gì đó thì ý chí phải đồng nhất với mục tiêu. Trước khi muốn lội ngược dòng đối thủ thì bản thân Luis Enrique và các học trò cần có suy nghĩ rằng mình sẽ làm được. Ở bước khởi đầu, Barca đã tạo dựng cho mình một đà tâm lý đủ thuận lợi để có thể khởi đầu cuộc tiếp đón đối thủ đến từ nước Pháp. Nhất là trong bóng đá, trước khi bóng lăn thì chẳng điều gì có thể dự đoán được. Hơn thế nữa, họ vẫn còn sở hữu bộ ba MSN chứ danh cơ mà. Ghi 5 bàn thắng để lội ngược dòng là một điều hoàn toàn thực tế. Điều này lại càng tiếp thêm niềm tin cho mục tiêu của đại diện đến từ Tây Ban Nha. Đó chính là yếu tố đầu tiên tạo nên cuộc lội ngược dòng kinh điển của đoàn quân huấn luyện viên Luis Enrique. Sân Camp Nou ngày 9 tháng 3 năm 2017, Barca tiếp đón PSG trong khuôn khổ trận lượt về vòng 16 đội. Mục tiêu của đội chủ nhà lúc này tất nhiên là ghi nhiều hơn 4 bàn thắng để lật kèo đối thủ. Với lợi thế sân nhà và tâm lý được chuẩn bị tốt, các học trò của huấn luyện viên Luis Enrique nhập cuộc rất tự tin. Điều gì đến cũng phải đến. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Luis Suarez có một cú đánh đầu ngược đầy nhạy cảm để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Một khởi đầu quá thuận lợi. Người ta bảo đầu xuôi thì đuôi lọt, mà thắng sớm giúp các cầu thủ Barca thi đấu vô cùng hưng phấn. PSG hiểu điều này, họ làm mọi cách để kìm hãm đối thủ. Ý đồ của họ có phần thành công nhưng nó không duy trì được lâu. Phút thứ 40, Neymar ghi bàn nhân đôi cách biệt, khoảng cách bây giờ là 2 bàn. Hiệp 2 bắt đầu được 5 phút, lúc này đến lượt Messi điền tên mình lên bảng tỷ số. Như để tăng thêm sự kịch tính cho trận đấu, phút thứ 62, Edinson Cavani có một pha vung má ngoài cực đẹp để rút ngắn tỷ số cho đội khách. Thời gian càng trôi về những phút cuối, nhiệm vụ lại càng khó khăn. Khoảng cách lại là 2 bàn, những đôi chân của các cầu thủ Barca đã bắt đầu trở nên vội vã. Đó không phải một khoảng cách quá xa, niềm tin ngược dòng vẫn được duy trì, Barca vẫn miệt mài tấn công. Phút 88, Neymar tạo nên một siêu phẩm đá phạt. Cho đến phút 90+1, chính siêu sao người Brazil thực hiện thành công quả penalty để chính thức cân bằng tỷ số sau 2 lượt trận. Tất nhiên PSG đã vô cùng bàng hoàng vì ý tưởng đó. Phút bù giờ thứ 6, Sergio Roberto có một pha xâm nhập vòng cấm để ghi bàn thắng kết liễu trận đấu và khiến truyền thông cả thế giới bùng nổ. Giả sử như hôm đó Barca thất bại thì tinh thần của họ vẫn được ca ngợi, nhưng Barca là nhân vật chính của phần phim nhiệm vụ bất khả thi này, họ phải tỏa sáng theo cách rực rỡ nhất. Người hâm mộ, báo chí và cả đối thủ cũng phải ngả mũ trước chiến thắng này. Yếu tố tiên quyết giúp Barca giành chiến thắng đã được nêu ở phần trước, yếu tố tiếp theo phải kể đến những toan tính chiến thuật hợp lý của Luis Enrique. Đầu tiên cần phải nói rằng đó là một mùa giải không mới thành công của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Những áp lực khiến ông quyết định sẽ ra đi khi mùa giải kết thúc. Dẫu vậy thì điều đó không đồng nghĩa với việc ông nói lời buông xuôi. Enrique vẫn chiến đấu cho phần còn lại. Trong trận lượt đi với PSG, Enrique đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 và nó đã thất bại. Ba trận đấu trước khi diễn ra trận lượt về, ông đã chuyển sang sơ đồ 3-4-3 và nó đã mang lại những chiến thắng liên tiếp.
Tổng cộng Barca đã ghi 13 bàn thắng và chỉ thủng lưới 2 bàn sau 3 trận tại La Liga. Đó dường như là công thức chiến thắng mới của Barca. Trận lượt về với PSG, Barca tiếp tục áp dụng công thức 3-4-3. Thậm chí khi triển khai tấn công, có những lúc nó là 3-3-4 với hàng công là sự hiện diện của Neymar cánh trái, Rafinha, Cantara ở phía cánh phải, cùng với đó là Messi và Suarez ở giữa. Đó là một sơ đồ tất tay và nó thực sự đã đem lại hiệu quả. Một khi đã vào sâu giai đoạn tấn công, Barca thường có đến 7 cầu thủ ngay sát hoặc bên trong vòng cấm. Cách chơi này đem lại rủi ro rất cao bởi nếu đối thủ vượt qua được áp lực đầu tiên thì hàng phòng ngự của Barca sẽ rất dễ bị tổn thương. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, họ chẳng có gì để mất. Nói chính xác với tỷ số 0-4 thì Blaugrana đã chơi một canh bạc may rủi và cuối cùng thì nó đã đem lại thành công. Yếu tố tinh thần đã có, yếu tố chuyên môn đã có, yếu tố liều lĩnh cũng có luôn. Phần còn lại chính là yếu tố may mắn. Barca đã thoát được một quả phạt đền ở phút thứ 11 khi trọng tài Denis Atekin không cho rằng bóng đã chạm tay Mascherano sau đường chuyền của Julian Draxler. Dù đứng khá gần tình huống này nhưng vị vua áo đen vẫn quyết định bỏ qua bất chấp sự phản đối của các cầu thủ PSG. Bên cạnh đó, cả hai tình huống Barca được hưởng đá phạt đền cũng gây ra khá nhiều tranh cãi. Nhiều chuyên gia nhận định rằng sau khi Meunier bị trượt chân ngã, Neymar đã chủ động vấp vào đầu của cầu thủ này. Rõ ràng, đây là quyết định nặng tay cho PSG bởi dù sao, Meunier không cố tình cản ngã Neymar. Sau đó, tình huống ở phút 90 cũng không rõ ràng bởi pha tranh chấp của Marquinhos với Luis Suarez khá nhạy cảm. Hậu vệ người Brazil đã tác động vào Luis Suarez nhưng chừng đó là không đủ để khiến cho chân sút người Uruguay vấp ngã. Tất nhiên đây chỉ là một phần nhỏ, các cầu thủ PSG nên tự trách mình bởi họ đã không thi đấu vững vàng và để cho đối thủ ngược dòng quá ngoạn mục. Chính sự rối rắm của họ trong cách phòng ngự đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho đối thủ. Chiến thắng của Barca là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là tinh thần chiến đấu và tất nhiên là có cả đẳng cấp. Nhiều đầu báo ở châu Âu hôm ấy được giật tít ca ngợi chiến công của thầy trò Luis Enrique. Sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Đây là một môn thể thao độc nhất, thật sự tuyệt vời. Tôi không thể tin được những gì các chàng trai của tôi đã làm được. Một đêm không thể nào quên." Có thể tóm tắt bí quyết lộ ngược dòng của Barca qua lời phát biểu dưới đây của Enrique: "Chúng tôi đã chấp nhận rủi ro, bởi nếu không như vậy, chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng. Chìa khóa của chúng tôi là niềm tin. Khi cần ghi đến 3 bàn trong 5 phút, chúng tôi vẫn thi đấu đầy nỗ lực và được đền đáp xứng đáng."